đều đặn hàng ngày, Ban Quản lý Hợp tác xã Dịch vụ Du thuyền Tuyền Lâm thành phố Đà Lạt đã thường xuyên quán triệt các nội dung liên quan đến an toàn giao thông đường thủy, an toàn hành khách đến với người lao động và các thuyền trưởng trong quá trình vận hành chuyên chở khách. Đi vào hoạt động từ năm 2009, trên diện tích 350 hectare mặt nước hồ, với gần 60 phương tiện du thuyền. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị này chưa để xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến hành trình đưa đón khách đến với các điểm dịch vụ du lịch liên quan trong khu vực. Chúng tôi cũng nhận thấy là cái công tác an toàn cho du khách là được đặt lên hàng đầu, nên là cái công tác này chúng tôi làm thường xuyên và đã và triển khai rất là thường xuyên, nên là về cái an toàn cho du khách là được đảm bảo. Theo ghi nhận, ngoài các bản nội quy đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa được bố trí nơi dễ nhận thấy, Hợp tác xã Dịch vụ Du thuyền Tuyền Lâm cũng đã trang bị đầy đủ các phương tiện áo phao, có tiêu lệnh, biển cấm và bản hướng dẫn nhắc nhở du khách. Thuyền trưởng và người lái phương tiện đã được tham gia đào tạo và có bằng lái phương tiện giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. Trước khi khởi hành, đội ngũ này luôn kiểm tra các yêu cầu liên quan an toàn đối với người và phương tiện, phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách, nghiêm cấm hành khách đứng, ngồi ở các vị trí không an toàn, đồng thời từ chối chuyên chở hành khách không mặc áo phao và chở quá số người quy định. Khách lên là chúng tôi phải yêu cầu khách mặc áo phao đầy đủ trước khi thuyền rời bến, và trên những chiếc thuyền chúng tôi có dán những cái bảng là yêu cầu khách không được đi tới đi lui làm chao đảo thuyền. Thứ hai nữa là chúng tôi đã dán cái số điện thoại để liên lạc, là có thì du khách có thể liên lạc bất cứ ở đâu và đội cứu hộ. Và chúng tôi lên thuyền là yêu cầu, nhất là chúng tôi phải yêu cầu khách mặc áo phao và ngồi đúng chỗ, là chúng tôi có niêm yết bản nội quy, là chúng tôi cũng yêu cầu khách là mình nên thực hiện theo đúng cái nội quy của chúng tôi, đảm an toàn đi đến nơi về đến chốn. Trước đây thì 6 tháng đăng kiểm một lần, nhưng mà gần lại đây thì 1 năm đăng kiểm một lần theo thời hạn của đăng kiểm cho phép. Và đồng thời trong quá trình vận hành thì nói chung là anh em tài công xã viên chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cho khách mặc áo phao, và cũng như là cấm không cho khách ngồi trên mạn thuyền và đưa tay đưa chân ra hai bên mạn thuyền. Theo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, hoạt động thủy nội địa trên địa bàn không nhiều, chỉ tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt để vận chuyển khách du lịch. Ngoài việc tổ chức đăng ký, đăng kiểm thường xuyên, Sở Giao thông Vận tải đã tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với chủ phương tiện đường thủy hoạt động tại các khu vực, thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên các phương tiện thủy để đảm bảo trật tự đô thị và an toàn cho người, phương tiện. Cái đặc thù giao thông thủy nội địa của Lâm Đồng mình nó khác, tức là hoạt động trên các cái hồ đập, cho nên là cái phạm vi nó không rộng, cho nên là nó không có cái tình trạng ví dụ như là người ta sử dụng những cái tàu thuyền mà nó không đảm bảo cái yêu cầu mà đưa vào hoạt động. Và cái nữa là các cái nơi này thì là nó có cái tổ chức, ví dụ như ở Hồ Thiện Lâm thì có một cái hợp tác xã, và cái số lượng thuyền nó cố định là 58 chiếc. Thì như vậy là không ai có thể, là nếu mà không có trong cái tổ chức này, không có cái phương tiện mà đảm bảo điều kiện mà đưa vào hoạt động được. Cái đặc thù của mình như thế. Cái thứ hai là như ở Hồ Đa Thiện, thì đây là một cái của công ty du lịch, và nó trong một cái khu vực hồ, thì cái việc quản lý phương tiện nói chung nó cũng đơn giản hơn và so với như ở sông Hàn. Vừa rồi nha, những báo đài thấy cũng nghe ớn quá. Đi thì an toàn giao thông là điều đầu tiên. Đi xuống sông nước dứt khoát là phải bằng áo phao thôi. Nếu không ai kêu, tôi cũng vẫn kêu gia đình tôi bằng. Bên cạnh sự kiểm tra gắt gao của ngành chức năng, hiện nay việc chuyên chở hành khách trên hồ đập vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ chưa quan tâm trong việc nhắc nhở du khách mặc áo phao, chưa đăng ký, đăng kiểm phương tiện và tự tổ chức các tour, tuyến du lịch bằng các thuyền phao, trong khi chưa có sự đồng ý của các cơ quan chủ quản. Hiện nay Hồ Thiện Lâm có phát sinh ra một trường hợp, tức là một cái thuyền hiện bây giờ là chưa được đăng kiểm, chưa được các cơ quan ban ngành, nhưng mà họ vẫn hoạt động. Chuyện mất an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải du lịch đường thủy nội địa hiện đang được đặt ra hết sức bức xúc. Đừng để khi tai nạn xảy ra, cái giá phải trả quá đắt cho cả tính mạng con người và tài sản.
và trong cái giá chung phải trả đó, nhiều tàu du lịch, nhiều doanh nghiệp khác vốn làm ăn đường hoàng cũng bị vạ lây bởi những điều bất cẩn, chủ quan này. 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ trong vòng chưa đầy 100 mét trên tuyến phố Hàng Bông đã có đến 5 cửa hàng bán túi nhái hàng hiệu, hay người ta còn gọi là túi phách. Trong vai một người mua hàng, chúng tôi tiếp cận một cửa hàng chuyên túi phách. Super phách này là của mình là hàng ở đâu ạ? Cũng là Trung Quốc. Vâng hết. Tất cả là Trung Quốc. Là phách 1 cũng là Quảng Châu hết, phách 2, phách 3, 4 đều là Quảng Châu hết, bởi vì ở đây nó rất là rộng. Nó chia ra nhiều các cái.